bác đang là một bộ karaoke trị giá 7.200.000 đồng các bác nhá. Bộ karaoke này bao gồm một chiếc một đôi loa JBL 712M các bác nhá, phiên bản mẫu mới của bên nhá, và một chiếc cục đẩy Crown 700 và một chiếc vang QT Acoustic S600. Đây là hàng trưng bày của bên em. Khi mà các bác nhận thì là các bác sẽ nhận được hàng mới đập hộp các bác nhá. Em tin chắc rằng bộ karaoke này sẽ rất là hot trong thời gian sắp tới, bởi vì là giá thành của nó rẻ và chất lượng của nó em bảo hành cho bác lên đến tận là 1 năm các bác nhá. Đôi loa rất là đẹp. Ok, em sẽ test một vặt nhạc remix cho các bác nghe các bác nhá. Ca sĩ hát cho nó rõ ràng không nhá. Rồi là mỗi loại nhạc một chút để cho các bác nghe chất âm của đôi loa này. Em đánh giá là trong tầm giá là cũng không có đôi loa nào ăn được đôi loa này đâu ạ. Mình Quỳnh xin được kính chào, kính chào tất cả quý vị. Vạn ngày sau biết tìm vui chốn nào. Rất tuyệt vời các bác ạ. Tiếng nồi của nó rất là sáng, các bác có thể nghe qua tai nghe hoặc là cái điện thoại của các bác thấy cái tiếng nồi của nó phát ra rất chi là sáng. Bao giờ sẽ có tình yêu cho lòng không thấy quạnh yêu. Ok, quá hay các bác nhá. Và 7.200.000 đồng. Giá này chưa bao gồm cước phí vận chuyển và bên em bán không một cả cũng như không trả giá các bác nhá. Các bác nào ưng chốt thì gọi điện ngay cho em. Em không thích mặc cả đâu, giá này em niêm yết rồi. Các bác nào nhiệt tình đến đây thì em bớt cho các bác ít chút tiền xăng thôi, thôi nhá, không lãi lời được bao nhiêu. Cảm ơn tất cả các bác ạ.